Như vậy là Thái Lan đã vô địch AFF Cup và người giúp cho Thái Lan vô địch đấy chính là Thaerathorn Bumithan. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đây là ai và bá thế nhở. Câu hỏi đầu tiên, Bumithan là ai? Bumithan là một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp và sinh ngày 6 tháng 2 năm 1990. Câu hỏi tiếp theo là Bumithan đang chơi ở vị trí nào? Vị trí sở trường của cầu thủ này đấy chính là hậu vệ trái. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh đang chơi vị trí là tiền vệ chạy cắn. Tiếp theo là Bumithan đã đạt được những thành tích nào? Là Bumithan cùng với cả đội tuyển U23 Thái Lan đã vô địch SEA Games và từng vô địch AFF Cup 2 lần năm 2016 và 2022. Hai lần vô địch Cúp Nhà Vua Thái Lan 2016-2017 và từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải ngoại hạng Thái Lan năm 2013. Tiếp theo là Bumithan đẳng cấp như thế nào? Không cần nói quá nhiều, chúng ta cũng có thể thấy được là cái màn thể hiện của Bumithan trong kỳ AFF Cup vừa rồi là vô cùng đáng nể. Điều này còn được công nhận bởi Bumithan cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup năm 2022 vừa rồi. Cuối cùng, Bumithan đang chơi cho câu lạc bộ nào? Câu lạc bộ mà anh này đang chơi đấy chính là Buriram United. Đây cũng chính là câu lạc bộ đang chơi cho giải cấp cao nhất của Thái Lan.